Chào các bạn, sau đây mình hướng dẫn các bạn cách để cắt từ một file Photoshop sang HTML. Sau đó chúng ta sẽ kết hợp học sang phần sử dụng template trong Dreamweaver. Và bài tiếp theo vẫn từ file đó, nó sẽ chèn các cái thành phần đa phương tiện như là các plugin này, các cái file flash này, video này hoặc âm thanh. Đấy, ngoài ra có thể nhúng thêm link từ YouTube vào nữa. Bây giờ mình sẽ đi vào cái phần chính luôn. Đầu tiên là mình hướng dẫn các bạn cái cách cắt từ Photoshop để triển khai một trang web. Đây là một file Photoshop mà người ta đã thiết kế sẵn cho mình rồi. Để cắt một Photoshop chúng ta cần phải chú ý một số điều như sau. Đầu tiên đổi đơn vị đo sang pixel. Chuột phải này các bạn chọn bật thước ra nhá. Cái thước phím tắt là Ctrl R trong Photoshop. Nếu người ta đã cho các bạn sẵn một file Photoshop rồi, mở ra chúng ta chuột phải chọn pixel để đổi đơn vị sang pixel. Khi đo chúng ta sử dụng công cụ tạo vùng chọn này. Đấy, chúng ta vẽ nó ra một vùng. Cái vùng chọn này giờ mình đang muốn biết chiều rộng của nó thì các bạn ấn phím F8. Ấn phím F8 nó ra một bảng info. Bên này chữ W hiển thị chiều rộng, chữ H hiển thị chiều cao. Đấy, và như vậy chúng ta sẽ tiếp tục đo. Đầu tiên phân tích cái này trước, nó gồm có ảnh nền này, màu nền này. Vành nền này chúng ta sẽ đặt vào đâu? Chúng ta sẽ đặt vào thẻ body. Tiếp theo chúng ta cần phải làm những cái gì nữa? Chúng ta phải đo xem cái chiều rộng của cái wrapper là bao nhiêu. Wrapper là phần bao lấy toàn bộ nội dung. Như vậy mình sẽ đo toàn bộ thằng này. Chiều rộng nó là 960. Ngoài ra từng cột nó sẽ như thế nào? Từng cột đây. Cột này rộng 360, cột này rộng 579. Vậy chúng ta sẽ sắp xếp nó kiểu gì? Mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà đây mình sẽ tạo một layer mới này và mình vẽ ra các cái thành phần màu đỏ này đi để chúng ta biết là chúng ta cần phải tạo bao nhiêu thẻ div. Đây là mình chỉ mô phỏng các bạn thôi, còn bình thường cắt thì không cần vẽ cái này nhé. Một thẻ div là header này, menu có rồi nhá. Thẻ div thứ hai là cả cái content này, và thẻ div thứ ba là cái footer. Tiếp theo bên trong nó thì chúng ta cần phải có hai cột trái này. Cột trái và cột phải. Mình cho cái này nhỏ lại cho nó nhìn nó dễ nhé. Đầu tiên phải dựng ra cái này đã. Và cái này thì mình nghĩ chúng ta sẽ dựng được thôi. Bắt đầu làm này. Cái phần phía trên này sẽ chứa logo, phần menu này, các phần dưới này nữa. Nên ta mình ẩn đi những cái này đi. Vẽ này chúng ta biết thế không? Đấy, và trong này chúng ta làm như cái bài toán vừa nãy thôi. Giống bài trước chúng ta làm cũng y hệt này. Giờ mình vào Dreamweaver. Mình sẽ tạo một cái size. Tạo Dreamweaver size. Tạo một size mới. Size này. Bài. Thực hành. 4. Tạo những thư mục ở đây mình đã tạo sẵn thư mục bài 4. Trong đó chứa flat và chứa FLV rồi. Và tiếp theo lưu vào lại ở đây tôi sẽ tạo ra các thư mục CSS xong rồi này tạo tiếp thư mục image. Và cuối cùng tôi tạo một cái file đầu tiên. Các bạn ở đây chúng ta sẽ không làm file index ngay nhé, vì cái trang web này chúng ta sẽ xác định làm nhiều trang. Thì ở đây tôi sẽ tạo trang layout trước, nghĩa là cái khung thôi, tôi chỉ dựng cái khung thôi. Và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn một bước nữa để khử mặc định. Nếu chúng ta để ý trên màn hình ấy, con trỏ nó nhấp nháy ở đây này. Đấy, các bạn để ý nhá, chữ này luôn luôn nó cách cái mép trái và mép trên một cái khoảng cách nào đó.
mặc định của trình duyệt. Đấy, và bây giờ chúng ta view ra ngoài này, chúng ta cũng nhìn thấy nó cách một cái khoảng mặc định như thế. Và bây giờ nó khử cái mặc định ấy đi để sau này không bị nhảy linh tinh. Và tôi hướng dẫn các bạn một cái cách mới để khử mặc định. Ở đây tôi sẽ gõ cái tên website vào. Rồi, khử mặc định chính là khử trong CSS. Nó có những cái margin và padding mặc định. Vậy tôi sẽ ấn dấu cộng ở đây. Các bạn sẽ chọn cho tôi cái phần compound này, tức là tùy chọn này. Gõ dấu sao vào đây. Dấu sao. Dấu sao là những cái nó chọn chung chung này. Và một tạo một file CSS mới. Ok. CSS đương nhiên chúng ta sẽ lưu vào thư mục CSS và đây là layout. Rồi. Khử mặc định chúng ta chỉ cần khử margin và padding bằng 0. Ok. Đấy, bây giờ các bạn nhìn thấy chữ nó bị đẩy về sát cái mép trái vào mép trên rồi. Đấy, ở đây chúng ta lưu lại. Lưu lại. Đấy, các bạn sẽ thấy chữ nó nhảy lên trên rồi. Vậy chúng ta đã khử xong mặc định. Tiếp theo chúng ta sẽ xử lý đến cái nền. Cứ cái gì mà ở dưới chúng ta sẽ làm trước nhé. Ở đây các bạn phân tích cái file thiết kế này. Chúng ta làm nó như là cái luật của văn bản là một, cái thứ hai luật đồ họa là hai. Cái gì ở xa làm trước. Cái nền xanh ở xa này làm trước này. Cái ảnh nền làm thứ hai này. Tiếp theo đến những cái thành phần phía trên này làm thứ ba. Và cái gì ở gần hơn thì nó làm sau. Và làm theo một cái luật nữa là từ trên xuống dưới này, từ trái sang phải này, từ ngoài vào trong này, tức là tổng quát đến chi tiết. Bây giờ tôi sẽ ẩn đi những cái phần này. Ẩn đi. Ẩn hết. Rồi, đây là cái nền. Nền này tôi cũng ẩn luôn cái ảnh đi. Vậy có một cái mã màu chúng ta dùng eyedropper.màu. Copy cái mã màu này. Copy cái số này. Và trong cái màu nền và ảnh nền ấy thì chú ý là nó sẽ nằm ở cái thẻ to nhất chứa nội dung, đấy chính là thẻ body. Do vậy các bạn tạo ra một file CSS mới. Chọn tag, chọn body và đương nhiên phải lưu vào file layout này nhé. Background chúng ta gõ thêm dấu thăng vào đây. Và paste. Vậy chúng ta sẽ có luôn cái màu nền. Tiếp tục đến ảnh nền này. Ảnh nền. Chúng ta bật cái ảnh nền và tắt màu nền đi. Tôi sẽ cắt ảnh trong suốt. Cắt này. Ảnh trong suốt tôi sẽ lưu ở cái đuôi PNG. PNG. 24. Rồi, như vậy. Để lưu ở thư mục image gọi là background. Và đương nhiên image của bài 4 nhá. Bài của bài khác không? Bài 4. Lưu lại. Chúng ta lưu ở đây là lưu cái for web nhé. Tức là vào file này, chọn save for web nhé. Phím tắt là Ctrl, Alt, Shift, S. Rồi sau khi cắt xong nó lại Ctrl Alt Z lại để quay về hiện lên các layer. Để cắt được cái này thì đòi hỏi mọi người phải biết cơ bản về Photoshop vậy nhé. Bây giờ tôi sẽ chèn cái ảnh này vào trong Brow đến cái bức ảnh này. Chọn này. Sau đó cái Repeat này, tôi sẽ cho nó Repeat X là thêm ngang hoặc Low Repeat. Low Repeat. Tôi sẽ cho repeat x và cái trục x tức là chiều ngang này tôi sẽ cho nằm ở giữa, chính giữa, bắt đầu từ chính giữa. Trục y này, trục y này tôi sẽ này, trục y này tôi sẽ chọn là phía button vì cái ảnh đèn của tôi theo thiết kế nó nằm ở dưới, dưới là button. Chọn button, apply, ok. Ở đây tạm thời chúng ta sẽ không thấy màu đâu cả vì trang web nó chưa có nội dung. Chưa có nội dung thì đương nhiên là nó sẽ không thấy, nó sẽ không còn chiều cao để cho nó chạm chọn cái nền. Yên tâm cứ làm thì nó sẽ hiện ra. Bây giờ tôi sẽ insert cái thẻ wrapper là ID nhé. Wrapper
tạo một cái thẻ mới. Ok, wrapper này sẽ rộng 960, chiều cao không đặt và margin auto. Ok, ok. Bây giờ phần này chúng ta sẽ chèn cái phần header, đo xem header cao bao nhiêu nhé. Chúng ta dùng công cụ vùng chọn vẽ thử, nhìn chiều cao header 111, cho 110 đi. Ấn cái này đi, cắt cái logo. Cắt nó chuẩn vào. Logo này tôi cắt trong suốt để cho nó nhìn thấy cái này. Ctrl Alt Shift S để save for web này nhé. Vào file chọn save for web được. Vẫn chọn ảnh PNG24. Đây là logo. Như vậy, Ctrl Alt Z lại. Rồi tôi ẩn, tôi hiện cái này lên. Ở đây tôi sẽ chèn cái header. Insert div tag này. Header như sẽ rồi là ok này. Chiều rộng tôi sẽ đặt vẫn là 960, chiều cao 110. Float left, tất cả những bên trong float left hết. Ok cả. Background tôi sẽ chèn chính cái logo của mình vào, nhưng ở đây tôi không đặt màu nền. Bởi vì kiện nếu đặt màu nền thì cái màu nền nó sẽ đây nha, tôi đã thử đặt cái màu nền này. Thử đặt nhé. Mình xóa màu này đi. Cái logo này tôi sẽ cho nó có repeat hay không. Đây nó đang repeat, nó lặp lại hết, không đúng mục đích của mình. Tôi sẽ cho no repeat. No repeat này. Và cái trục X này, tức là làm theo chiều ngang ấy, tất nhiên là nó ở phía bên trái left. Còn trục Y tôi sẽ cho nó ở giữa, nằm ở chính giữa. Ok, vậy là xong nhá. Xóa cái này đi. Tiếp tục xuống phía dưới này, bắt đầu chèn đến cái menu. Insert div tag này. Menu này. Ok, menu này vẫn là 960. Chiều cao đo xem nó là bao nhiêu. Vẫn dùng vùng chọn vẽ ra chiều cao 28 pixel. Chiều cao 28. Chiều cao 28 pixel. Float left. Rồi ok. Giờ tôi cho tạo một cái màu nào đó vào màu cam đi, cho nó giống với cái menu. Đấy, nếu các bạn nhìn qua sẽ thấy cái menu nó như này. Giờ tôi mới chèn ảnh nền thật của nó. Ảnh nền đây tôi chỉ việc cắt. Phóng to là cắt cho nó chuẩn. Hơi thừa rồi. Tôi chỉ cắt một mảnh nhỏ đấy thôi. Và tôi lưu cho web. File này chọn save for web. Ở đây xác định cái số màu của nó ít nên tôi sẽ chọn ảnh GIF loại 256 màu được. Nếu bạn không to ra nhìn thấy nó như này, chất lượng ảnh nó không ảnh hưởng gì cả. Ảnh GIF ấy, ở đây tôi nói qua về chất về ảnh cho web nhá. Có các định dạng ảnh như sau này. Ảnh GIF là cái ảnh hỗ trợ ảnh động là một này, hỗ trợ trong suốt là hai này. Nhưng bù lại cái số lượng màu rất là ít, tối đa có 256 màu thôi. Ảnh JPEG thì nó không hỗ trợ trong suốt, không hỗ trợ ảnh động, nhưng chất lượng ảnh nó cao hơn. Đấy, nó rất là cao. Còn ảnh PNG thì nó giống ảnh JPEG nhưng bù lại là có thêm kênh trong suốt, kênh alpha, nên nó có thêm một kênh màu nữa. RGBA nó có thêm một kênh màu nữa. Và do có thêm một kênh màu, thêm một cái vùng lưu trữ. Rồi do vậy nên ảnh PNG thường dung lượng nó sẽ lớn hơn ảnh JPEG cùng chất lượng. Nhưng bù lại thì nó lại có thêm kênh trong suốt. Tức là ảnh nó có thể hỗ trợ sự trong suốt được. Ở đây tôi không có trong suốt nên tôi sẽ chọn GIF hoặc JPEG thôi. Lưu lại. Trước khi lưu các bạn phải cho chiều rộng của nó. Bỏ cái mắt xích này đi. Chiều rộng còn có 1 thôi. Đấy. Và khi lắp cho chiều ngang thì nó vẫn có tác dụng công độ. Cái này tôi sẽ gọi đặt nó là menu background. Rồi Ctrl Alt Z lại. Dùng nhỏ, Ctrl cộng hay trừ để dùng nhỏ. Rồi, tiếp theo, chèn cái menu này, cái ảnh nền.
này sẽ repeat x. Ok luôn. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy cái menu được như thế. Bây giờ tiếp theo tôi sẽ chèn cái phần content. Content là cái phần bao gồm hai cột left và right. Trở về cái bài toán bài 2 của chúng ta rồi. Left và right tôi đo xem nó rộng bao nhiêu. Một cột rộng 360. Một cột rộng 579 580 và hai thằng cách nhau 20 pixel. Rồi, 1360 1580 cách nhau 20 pixel. Tôi chèn 360 trước vì nó bên trái. Gọi nó cột left. Ok. Chiều rộng 360 pixel. Không cần gõ vào đây. Chiều cao có thể là tạm. Bao nhiêu đấy tí nữa đặt tiếp. Float left. Màu nền màu trắng. Màu trắng. Ok. Tiếp tục cột right. Cột right này. Và cột bên phải. Nó sẽ rộng 580. Chiều cao. Nó có nội dung nên tôi không đặt vội. Hoặc là có thể là tại. Tí nữa xóa chiều cao thì sau nhé. Ok. Các bạn đã nhìn thấy nó có một cái cột right vô hình ở đây. Sau đó đến phần footer. Footer rộng 960, cao 100 này. Float left. Có màu nền là màu đen. Ok. Đấy, các bạn nhìn qua sẽ thấy cái trang web là nó sẽ có cái giao diện sơ qua như vậy. Xem trên Safari luôn. Này nó đơn giản là như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ tinh chỉnh nó cho nó chính xác hơn so với cái thiết kế. Đầu tiên là trong này này. Cái menu nó cần phải đẩy xuống phía dưới 10 pixel. Cái này còn phải đẩy lên. Mình cũng cho khoảng 10 pixel đi. Tí nữa nó thừa thiếu tính sau. Cái nền này nó không phải màu trắng không đâu. Nó trong suốt trong mờ mờ ấy. Cái nền footer này cũng vậy, không phải màu đen mà nó trong màu mờ. Như vậy tôi tắt hai cái ảnh nền này đi. Giờ tôi cắt cho nó một cái mảng ảnh nào đó. Mảng nhỏ của cái ảnh nền trắng này. Mà trong suốt nó sẽ để ảnh PNG. Lưu lại. Thằng này gọi là left background. Hoặc là cẩn thận hơn các bạn cho nó 1 pixel. Dù 1 pixel khi lặp ra thì nó cũng phủ kín hết. Ctrl Alt Z lại. Rồi tiếp tục đến thằng này. Cắt một mảng nhỏ. Rồi Ctrl Alt Shift S. Cho 1 pixel. Lưu lại. Cái này là footer. Đây nào. Ctrl Alt Z lại. Bật cái nền này lên. Rồi. Bây giờ tôi sẽ đẩy lần lượt nhé. Cái lab này bỏ mã màu đi cho ảnh nền này. Ok, tất nhiên thằng này là repeat rồi. Đấy, các bạn nhìn thấy trong suốt ngay. Footer tương tự bỏ mã màu đi cho ảnh nền footer background. Ok. Đấy, các bạn sẽ thấy nó trong suốt. Bây giờ tôi muốn đẩy thì tôi sẽ dùng thằng menu để đẩy xuống. Vậy tại sao dùng menu đẩy xuống? Nếu tôi dùng left và right đẩy lên thì tôi sẽ phải đẩy left một lần này, right một lần này. Còn menu đẩy xuống thì một thằng sẽ đẩy cả hai. Tương tự footer sẽ đẩy lên. Menu đẩy xuống là dùng margin button 10 pixel. Footer đẩy lên là margin top 10 pixel. Ok, lưu lại. Cần chân F để lưu lại nhé. Được rồi. Cần chân F để lưu lại. Được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục vào từng phần một bên trong. Menu tạm để đấy ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần cột right. Cột right này nó cần phải đẩy sang ngang hoặc left đẩy sang phải.
đẩy sang là margin price 20 pixel cho nó đúng với thiết kế. Vậy chúng ta sẽ nhìn thấy nó cách nhau 20 rồi. Đấy, nó đẩy sang 20 này. Giờ tôi sẽ đi vào cái phần này, tôi sẽ đặt một cái banner flat nhé. Như vậy tôi không cắt cái ảnh này mà tôi đo xong nó cao 152 và rộng 580. 150 thôi nữa. Đây tôi insert một cái data gọi là top banner. Để tôi chèn một cái banner quảng cáo, tí nữa tôi sẽ hướng dẫn các bạn chèn cái banner flat vào đây. Chiều rộng 580, chiều cao 150, float left, background màu đen. Ok, tôi cho tạm background màu đen thôi. Tí nữa bây giờ còn cái phần tiêu đề của trang này, tôi lại dùng crop cắt nó giống hết cái menu thôi, cứ cắt rộng rộng qua tí nữa, giảm bớt chiều rộng xong nữa. Cũng cao 28. Ctrl Alt Shift F. Ảnh này tôi chọn là ảnh GIF. Lưu lại. Quên không đặt 1 pixel cho nó nhẹ. 1 pixel. Cái này tôi gọi là tiêu đề. Background. Ctrl Alt Z lại. Và vào đây. Tôi bắt đầu thêm cái tiêu đề này vào. Insert data. Title của drive. Chiều rộng cho kín hết, chiều cao 28. Float left. Đến cái background này tôi sẽ chèn nó cái ảnh. Ảnh này sẽ repeat x. Nếu bạn ok một cái, ok lại vào, tôi muốn đẩy nó lên trên và xuống dưới vì đằng nào tí nữa tôi cũng phải đẩy thằng này xuống dưới này lên trên này, do vậy tôi sẽ đẩy trước hoặc đẩy lên trên vẫn được, đẩy xuống dưới xong. Margin top 10 pixel. Ok, đấy, các bạn sẽ thấy nó đẩy. Tiếp theo ở phần phía dưới này, trước khi làm thì tôi sẽ bỏ cái chiều cao của cái thẻ RAW đi, bởi vì bây giờ tôi bắt đầu cho nội dung vào. Mà tạm thời tôi không cho nội dung, tôi sẽ viết lên hình này để đại ý là nội dung ở đây. Bởi vì sắp tới tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái phần chèn template. Ở phía dưới này tôi sẽ chèn cho một cái rồi tạm thế này đã. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo template. Template là cái gì? Nó là một cái mẫu để giúp chúng ta áp dụng đi áp dụng lại nhiều lần một cái giao diện. Ví dụ ở đây tôi có một cái giao diện như này và tôi muốn áp dụng lại nhiều lần. Trước khi làm template tôi sẽ hướng dẫn các bạn chèn cái banner flat này trước nhé. Ở đây chèn banner flat này, đầu tiên chúng ta nói các thành phần đa phương tiện là gì. Nó bao gồm có ví dụ như flash này, video này, âm thanh này, hoặc các cái ứng dụng mà trình duyệt nó không hỗ trợ nó phải chèn vào. Bây giờ chúng ta sẽ vào một số cái trang web, ví dụ như VnExpress chẳng hạn. Các bạn vào đây để ý này, nó bao gồm những cái flash nó chuyển động. Đấy. Thì đây người ta phải chèn nó vào và mặc định nhé, trình duyệt nó chỉ hỗ trợ text và ảnh thôi, nó không hỗ trợ cái flash này. Đấy là các trình duyệt thời điểm hiện tại, còn là sắp tới lâu dần thì nó sẽ hỗ trợ nhiều hơn. Và để chạy được những này người ta cần phải cài những cái như là flash player, và cái này khi các bạn cài lại Windows hay cài lại máy tính thì thường thấy, tức là vào đây nó thường báo là miss plugin, nó sẽ báo là thiếu plugin để hiển thị những cái này mà không hiển thị được. Lúc ấy các bạn sẽ không xem được video, không nghe được nhạc. Đấy, hoặc là ví dụ vào trong mp3.zim.vn chẳng hạn. Đấy, các bạn muốn nghe được một bài hát nào đó thì cũng phải vào được. Nó có những cái trình chơi nhạc. Đây, bình thường mà
Nếu mà chúng ta không cài nó sẽ không hiển thị ra cái này. Và các bạn nhìn phía dưới khi chuột phải đây có thể chỉ About, Adobe, Adobe Flash Player phiên bản bao nhiêu đấy. Và nó đòi hỏi chúng ta phải cài vào chúng ta mới có thể nghe được nhạc hoặc xem được video. Thì ở đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để chèn nhạc, chèn video vào đây. Đầu tiên tôi chèn cái Flash này đã. Tôi vào phần Insert. Bảng Insert này có phần Media. Cái SWF này nghĩa là Flash nhé, FLV nghĩa là video nhá, và cái plugin cuối cùng này nghĩa là chèn âm thanh. Đấy, còn những cái này là những cái ứng dụng thôi. Ở đây tôi chèn flap, chọn này, quảng cáo, ok luôn. Và đợi cái flap để chèn vào, nó sẽ chèn vào như này. Cái kích thước nó nhỏ hơn so với cái banner, các bạn cứ cầm đây kéo nó to ra được. Rồi sau đó xóa cái này đi. Tất nhiên tôi hạn chế việc kéo này do tôi cái file flash này không phải là do tôi làm ra, là tôi kéo cho nó vừa thôi, còn tí nữa chạy sợ nó sẽ bị méo ấy. Cái nội dung này, bắt đầu tôi biến nó thành cái template. Ở bên này tôi thích tôi phải chèn thêm một cái flash nữa. Và nếu mà chèn ấy thì xác định các bạn nên đặt cho nó những cái thành phần này vào. Như tôi viết ở đây là banner, tôi dùng class vì lát nữa tôi sẽ có nhiều cái banner. Banner nó rộng 360, tôi muốn padding vào mà margin ra ngoài 10 thì sẽ là 340. Tôi cho margin ra ngoài 10. Ok. Ok rồi ạ. Trong banner này tôi bắt đầu tôi chèn một cái flash nữa đây chẳng hạn, viết cái mô tả cho nó giống như ảnh thôi. Rồi, tạm lưu lại thế đã. Giờ các bạn chạy thử chương trình duyệt này. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy nó có flash à, ở đây cũng có nhưng mà cái flash này không tương thích nào. Rồi nhưng ở đây nó chạy rồi. Cái này tương tự thôi, tí nữa đợi chút xem nó chạy cái gì không. Thì bây giờ tôi sẽ xác định những phần này là ở trang nào trong website nó cũng có, vậy tôi sẽ cho nó chung nhau. Trước khi cho chung nhau thì tôi làm cái menu thôi, rồi cứ làm này đã để hướng dẫn các bạn cái phần template. Ở đây tôi sẽ cho phần nội dung, tôi chèn một cái thẻ div vào đây tên là nội dung. Vừa rồi cái cột của nó rộng 580 thì tôi cho cả 580. Float này. Ok. Ok. Vậy phần nội dung này tôi sẽ cho nó điền vào. Bắt đầu điền nội dung này. Tôi sẽ biến nó thành template, chú ý nhé, vào insert này. Insert là để thêm và modify để thử để sửa nhé. Insert này có những cái phần template object, tức là các đối tượng template, modify là để sửa các đối tượng này cũng có phần template. Ở đây tôi chọn insert template object, tôi chọn biến cả trang này thành một cái template. Yes. Đấy. Trang này đã được biến thành template rồi. Tức là thành một cái mẫu để chúng ta áp dụng lại nhiều lần. Bây giờ các bạn muốn áp dụng một cái nào đó các bạn chỉ việc làm như sau này, rất là dễ dàng. Bạn tạo một cái file mới đặt tên là index chẳng hạn, giờ tôi muốn làm trang chủ như là rồi tích lũy trang index. Index không có gì đúng không, giờ tôi muốn áp dụng và modify này, chọn template này, apply template to page, chọn layout, tức là cái template mà mình vừa tạo ấy. Ở đây các bạn thấy cái layout được biến thành đuôi dvkt rồi, select này, đây các bạn lập tức nhìn thấy nó được áp dụng lại hết những cái thành phần mà mình vừa tạo, nhưng mà bù lại chết một cái là nó không cho mình sửa cái gì. Vì template nó là những thành phần chung nhau, đã chung nhau thì không cho sửa. Sửa thì phải quay về đây mà sửa này. Như tôi sửa đây nhá. Viết cái menu này home này. Vào này. Album này. Ví dụ thế, cancel net một cái sẽ hỏi bạn có muốn sửa hay không. Và sửa thì update một cái. Sang bên này các bạn nhìn thấy lập tức nó cũng được update như vậy. Nhưng mà nó vẫn không cho chúng ta sửa. Vậy bây giờ làm nào để tôi muốn sửa phần nội dung nó khác nhau. Giờ tôi xác định những phần
thay đổi là phần này. Phần này phần thay đổi. Phần này cũng là phần thay đổi này. Và đây, tôi thích tôi cho cả phần này thay đổi đi. Và vì thế tôi sẽ làm cho biến thành những vùng thay đổi. Đầu tiên tôi chọn cái vùng mà muốn nó có thể thay đổi ở tùy từng trang, mỗi trang nó khác nhau. Tôi chọn cái vùng đấy này. Vào phần Insert này, Template Object này. Editable Region, nghĩa là vùng chỉnh sửa được. Rồi tôi chọn cột lát. Ok, mọi người ạ. Tức sẽ có một vùng chỉnh sửa tên là lát. Và lúc này các bạn sang đây sẽ nhìn thấy lát chỉnh sửa được. Đấy, đặt vào đây gõ vào. Tiếp tục vào nội dung tôi muốn nó chỉnh sửa được. Thì tôi bấm vào phần nội dung. Và Insert Template Object Editable Region. Nội dung. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy nó có cái thẻ hiện chữ nội dung. Vậy tức là vùng nội dung sang bên này đã có thể sửa được. Đã có thể sửa được, nhưng ngoài này vẫn không sửa được. Chỉ gõ được trong này thôi. Rồi ok, vậy chúng ta đã xong với phần nội dung rồi. Thì giờ tôi sẽ vào đây. Tôi insert những cái thành phần còn lại trong cái thiết kế của mình, đấy là những cái bảng này. Giờ tôi làm như cái bài 2 hôm trước mà các bạn làm thôi. Cắt cái ảnh. Ảnh này tôi sẽ gọi nó là thumbnail. Chữ này tôi xem cỡ chữ là bao nhiêu. Cỡ chữ 12, phông Times New Roman màu trắng. Đấy, còn cái trên này là cỡ chữ 14, đậm màu vàng. Đấy là chữ tiêu đề. Vậy ở đây tôi sẽ làm tương tự, tôi insert đi tag. Cái này nó lặp lại, tôi đặt nó class. Gọi là thông tin đi. New ruler. Ok. Chiều rộng bằng với cả cái kia 580. Chiều cao không đặt float left. Và tương tự border có cái border button. Border button là solid, nghĩa là màu đặc. Chiều rộng 1 pixel và màu trắng. Ok đi. Rồi, trong cái thông tin này. Tiếp tục tôi sẽ chèn cái ảnh vào. Thumbnail chọn sẵn thông tin. Đây là ảnh thay thế, đây là cái chữ thay thế cho ảnh. Rồi tiếp theo tôi sẽ paste cái chữ vào đây. Chữ này. Copy này. Paste này. Enter xuống dòng nó ngắt thành hai đoạn vào. Cái đoạn này tôi sẽ biến nó thành cái đoạn H3 đi. Rồi, cho nó cả đấy. Giờ cái ảnh này tôi sẽ ấn dấu cộng để thêm vào ảnh thông tin ấy. Nhờ mò cái thông tin này cơ. Đây thẻ IMG tôi ấn dấu cộng để thêm vào. Đấy, tức là thẻ IMG. Ok, một cái thẻ này tôi sẽ cho nó float left. Để làm gì thì các bạn đã học rồi đúng không? Để cho nó trôi lên trên này. Và cái margin tôi sẽ cho đẩy sang để xung quanh đi. 10. Đẩy xung quanh thì nó đẩy cả bên này tôi không thích lắm. Vậy tôi sẽ không đẩy xung quanh nữa mà tôi chỉ đẩy phía bên trái, phía bên phải được không? Là 10. Ok. Đẩy xong phía bên phải rồi. Thì tôi sẽ làm cho cái phần thông tin này nó padding ra một chút. Padding phía trên và phía dưới để cho nó cách xa thằng này ra. Padding phía trên 10, phía dưới 10. Đây các bạn nhìn nó thay đổi nhé. Đấy, nhìn nó lạ mang như thế. Ok, giờ tôi copy cả cái đống thông tin này. Copy này. Paste này, paste này, paste này. Đương nhiên ở đây này, ở đây tôi thấy màu chữ nó chưa giống các thứ, thì như vừa rồi tôi nói với các bạn, màu những cái chung nhất chúng ta đặt ở body. Ở đây chúng ta còn một cái chung nữa, đấy là về phông chữ, cỡ chữ, màu sắc. Chúng ta xác định cái chữ gì xuất hiện nhiều nhất trong trang web này, chúng ta sẽ đặt nó ở body.
Ví dụ cái chữ nội dung đương nhiên là chữ xuất hiện nhiều nhất. Tích đưa vào, vừa nãy tôi xem ở cái file kia. Thì phông chữ của cả trang này sẽ là cỡ chữ 12 này, phông time này, time, rồi. Màu chữ màu trắng, chiều cao dòng, thưa dòng một chút là 18. Ok, đấy các bạn nhìn thấy màu chữ nó giống tương đối. Rồi, cả cái đống này. Enter là xuống dòng một cái. Tôi chọn thẻ P này. Thẻ P này tôi đặt cho nó một cái heading 4 đi. Lại được. Và tôi gắn link cho nó. Gắn link khi chưa biết link gì, nó đặt link giả là dấu thăng vào đây nhé. Vậy tôi sẽ có cái link này. Đáng ra quên mất, phải gắn link xong tạm thời xóa cái đống này đi nữa. Rồi tí paste lại sau. Lại bây giờ điều chỉnh cái link này nhé. Chọn nó là thẻ A, tức là nó chứa link. Ấn dấu cộng, đấy, thẻ H2 này đến thẻ A này. Ok một cái. Sẽ có màu chữ màu vàng, không có gạch chân, cỡ chữ 14. Còn phông chữ mình không cần nói nữa, là sẽ tự kế thừa của cái này trước. Bây giờ các bạn view thử nhé. Đấy. View thử. Đấy, hoặc từ view trên Firefox. Cho thêm cái ứng dụng. Và kiểm tra cái tính tương thích trình duyệt cho nó tốt. Ok. Đấy. Các bạn sẽ nhìn thấy đây. Nó có cái hiển thị tương đối ổn. Bây giờ tôi sẽ làm cho cái này di chuyển vào thành một màu khác. Để di chuyển vào thành một màu khác thì các bạn nhớ cái thuộc tính hover nhé. Nó đang là thẻ A đúng không? Đây. Nó là thẻ A này. Các bạn muốn di chuyển thằng nào thì các bạn chọn đúng cái thẻ đấy, ấn đúng cộng. Đang A thì cho thêm 2 chấm hover, nghĩa là trạng thái di chuyển vào. Tôi chỉ muốn di chuyển vào màu nó thay đổi thôi. Đang màu trắng thành màu xanh này. Thành màu... Đang màu vàng này thành màu... Màu gì được nhỉ? Màu cam đi. Đấy, và chúng ta lưu lại. Ctrl S lại. Được vào Firefox. Tắt lại đi. Tôi xem là trên Safari thử xem nào. Rồi ok. Cái này nó do flat nó không tương thích nên là di chuyển vào có màu cam mà. Đáng ra nên xóa cái flat đi. Rồi tôi hướng dẫn các bạn cái chèn mà. Cho flat nó máy nó gào rú kinh lắm. Sau đó thì bây giờ có thể gắn luôn link ảnh đây nhá. Link thằng này. Vậy ảnh này cũng có link. Copy. Paste. Đấy, vậy chúng ta đã có một cái trang web tương đối ổn rồi. Là có một cái trang web di chuột vào ổn rồi. Bây giờ phía dưới này chúng ta vẫn còn cắt cái này nữa. Đây chúng ta cắt những cái ảnh này. Cắt cái ảnh này nhá. Copy. Crop nhầm lại. Copy. Ctrl Alt Shift S lưu lại. Ảnh này gọi là album. Rồi Ctrl Alt Z lại. Bây giờ tôi sẽ chèn một cái thẻ disk chứa cái album này. Thẻ disk đấy tương ứng là nó sẽ nằm ở đây. Tôi chọn vào cái này, tôi đặt con trỏ sang ngang. Gõ linh tinh à. Thì sẽ thấy cái chỗ để đặt con trỏ. Insert disk tag này. Cái này album chỉ có một thôi nên tôi chỉ chọn ID thôi. Album này sẽ rộng bằng cả cái thẻ disk đấy 580. Chiều cao tôi cho nó bằng cái ảnh đi. Ảnh này tôi xem nó rộng bao nhiêu. Hoặc đây tôi đo ở đây luôn. Cao khoảng 120. Float left đương nhiên rồi. Chiều khoảng cách lên trên cho khoảng 10 đi.
Trong album bắt đầu tôi mới điền những cái thành phần. Chết rồi, vừa xóa nhầm cái gì rồi. Rồi, ok. Đây tôi bắt đầu điền cái ảnh vào. Rồi, ảnh này tôi copy paste này. Tôi cho những cái ảnh này giãn ra. Giãn ra là margin 5 pixel đi. Đây nó sẽ giãn ra 5 pixel. Lưu lại. Chạy thử. Cái album này. Kiểm tra lại xem nó đã float left chưa. Sang đến thằng này, theo bản thiết kế này thì tôi sẽ chèn những cái banner quảng cáo tiếp theo vào đây, hoặc có thể copy chú này nhân ra, nhân. Và xem nó có banner này đã float left chưa, float left vào này. Paste cho hai cái vào. Rồi bên cái cột led này tôi sẽ xóa chiều cao đi để cho nó tự chạy theo cái nội dung nó đặt. Tôi thử với trình duyệt Firefox. Không có trợ tốt plugin, nhưng mà chúng ta đã chèn plug thành công rồi. Do cái hệ điều hành của tôi đây. Đấy, bây giờ đến phần cuối cùng là phần footer này, tôi sẽ điền nó với một cái footer mà đúng như thiết kế. Ấn vào này, Ctrl A, Ctrl C, sang bên này Ctrl V này. Lưu lại, update. Nhưng chú ý này, cái này nó còn phải nằm và giữa nữa. Vậy ở cái phần footer, vậy cho nó vào giữa. Ok. Đấy, và nó hơi sát về phía trên, để cho footer này đẩy xuống dưới. Tức là padding top 10 pixel. Vậy chiều cao chỉ còn 90 thôi. Lưu lại. Lưu lại. Lưu lại. Và ra đây chúng ta xem thử. Đấy, hình này footer hoàn thành rồi. Menu ổn. Bây giờ chúng ta sẽ nhân ra để làm tiếp các trang khác. Bây giờ tôi hướng dẫn các bạn làm một cái phần khó nữa. Phần tương đối nâng cao đấy là phần menu. Menu chúng ta làm như sau nhé. Bạn gõ ra home này. Enter xuống dòng này, about này. Album này. Contact. Cho thêm cái sản phẩm này nữa. Cả mấy thằng này bôi đen vào, biến nó thành cái list. Đấy, thành cái list này.
Rồi đây các bạn, list thì nó được tạo bởi, cái này tôi chưa hướng dẫn đến list đúng không? Ở đây là sẽ hướng dẫn, tí nữa tôi sẽ nói qua phần list luôn. List nó được tạo bởi thẻ UL và thẻ LI. Đây cấu tạo của một cái danh sách. Danh sách là cái list thì ở trong Word các bạn đã sử dụng rất là nhiều rồi. Nó là một cái dạng như này, hoặc 1, 2, 3. Nó được tạo bởi các thẻ UL và mỗi một cái đối tượng, mỗi một cái thành phần con bên trong là cái dòng này là một thẻ LI. Bây giờ tôi cho mỗi cái này nó tương ứng nó như một thẻ list thôi. Đấy, bây giờ là tôi cho những thằng này float left thì tôi chọn vào nó để cho thẳng hàng mà. Chọn thẻ LI này. Ấn dấu cộng. Đấy, nó sẽ gọi menu UL LI. Float left. Ok luôn. Rồi, vẫn cái đấy tôi cho nó margin. Left và right 10. 20 đi. Và các bạn nhìn thấy nó có cái dấu chấm đây này. Thử dấu chấm đi nhé. Thử dấu chấm thì tôi ấn dấu cộng của thẻ UL này thôi. Của LI cũng được. Nó sẽ có cái phần list. Chọn cái list style này. Tôi cho none, tức là không có cái chấm. Hoặc là ở trên LI các bạn có thể không dùng margin mà các bạn dùng padding cũng được nhé. Tôi thử dùng padding hình ra. Thằng top này tôi để 10 hay mà. 10 nhiều quá. Rồi bây giờ tôi sẽ gắn link cho nó. Dấu thang này. Sau này sẽ là cái link thật, chúng ta thay bằng dấu thang sau. Rồi bây giờ tôi cho cái link này. Link thế này là thẻ LI xong đến thẻ A. Đấy. Ấn dấu cộng một cái UL LI A chọn nó. Bỏ cái chân. Chữ đậm màu trắng này. Chữ đậm này. Ok luôn. Rồi. Đấy, các bạn nhìn thấy không nhỉ? Giờ tôi muốn di chuột vào. Vậy di vào là di vào thằng A này. Di vào thằng LI. Tôi muốn di chuột vào thằng LI nó sẽ có màu. Nào đó thì tôi chọn vào đây. Ấn dấu cộng 2 chấm. Hover. LI sẽ có màu gì đó khi di chuột vào màu trắng đi. Và khi màu trắng thì chữ cũng không phải trắng được. Khi màu trắng thì chữ phải màu cam. Ok. Gì vào này. Mình mất chữ là sẽ nằm ở thẻ A. Vậy tôi sẽ không đặt thẻ LI Hover nữa. Mình sẽ đặt LI A Hover. Ấn dấu cộng. Ok. Tôi muốn di chuột vào nó có chữ màu cam. Màu cam để cùng với này rồi. Xong màu vàng này. Rồi bây giờ tôi view ra ngoài. Rồi đi vào có chữ màu vàng rồi. Nó tương ứng với nó phía bên này. Các bạn lưu lại. Đấy, xem ra ngoài. Sẽ thấy cái menu ổn rồi. Đấy, còn cái banner thì chúng ta sẽ chèn lại. Hoặc chúng ta không chèn lại mà sẽ xóa những cái flag này đi. Tôi sẽ thay cái phần banner này bằng một cái màu. Để cho cái máy tính nó đỡ gào rú. Cho thêm chiều cao à. Mô phỏng quá. Vậy các bạn sẽ hiểu đấy là những cái banner.
cái banner. Vậy tôi đã cắt xong cho các bạn những cái trang như vậy. Giờ từ trang này tôi sẽ tạo ra các trang video khác nữa. Rồi thì các trang liên hệ. Rồi, vẫn trong phần hướng dẫn về chèn media nhé. Tôi hướng dẫn các bạn chèn video này. Chẳng hạn video tôi muốn chèn vào đây. Đấy. Vậy tôi chọn con trỏ vào đây. Insert này. FLV này. Và trong này tôi đã chọn sẵn cho các bạn mấy cái video rồi. FLV này. Rồi. Cái chiều rộng này các bạn sẽ để là 100% này. Nó không chiều rộng ta nhớ vừa nãy nó là 240. Chiều cao thì các bạn cứ để con trên là sẽ. Cái skin chứ là các cái giao diện play của video nhé. Nếu mà các bạn thích cái video tự chạy thì các bạn tích vào cái auto play, chạy hết tự chạy lại thì tích vào auto rewind. Còn ở đây tôi không muốn chọn hai cái này bởi vì nó sẽ làm phiền người dùng. Các bạn cứ vào một trang web nào đó mà tự nhiên video nó kêu ầm ĩ nó sẽ rất là khó chịu. Number value 2 nó bắt mình điền chiều cao 200 đi. Rồi, chạy thử nhé. Này, chọn cái giao diện. Chạy thử. Này có thể cái máy của tôi nó đang bị lỗi flag. Này các bạn thì chắc là không vấn đề gì đâu. À, chạy được rồi. Sang trình duyệt khác chạy được luôn. Ấn vào play này. Ở đây tôi đang đặt cái chiều cao nó không phù hợp. Nên tôi xem chiều cao là 240 thì tôi sẽ sửa cái banner thành cao 240. Và cái căn chỉnh cái nội dung của nó tôi sẽ tách align center để cho tất cả nội dung ra giữa hết. Rồi, sang bên này chạy lại. Đấy, đẹp hơn rồi. Đợi nó chạy thôi. Đấy là cái chèn video nhé. Còn chèn âm thanh tương tự. Nhưng mà các bạn sẽ tích vào cái phần dưới này. Nhưng mà chú ý là cái âm thanh này nó không hỗ trợ. Nó không hỗ trợ cái phần Flash Player mà thường nó sử dụng mặc định là Windows Media Player hoặc là trên Mac OS nó là phần QuickTime Player. Nên do vậy các bạn sẽ chú ý làm một số cái chúng ta hạn chế chèn âm thanh ở đây. Giờ tôi hướng dẫn các bạn chèn từ YouTube vào nhé. Cái này nó sẽ phổ biến và thực tế hơn. Các bạn vào một trang YouTube bất kỳ. Đây tôi đã mở sẵn trên này rồi. Bấm vào đây. Trong này sẽ có một phần ambient và phần xe này có phần nhúng ấy. Đây là cái nhúng nhá. Các bạn chú ý cái này nó có chiều rộng này, chiều cao này. Các bạn phải điền vào. Ví dụ như cái này của tôi nó rộng 340, cao nó tự cho. Giờ chúng ta copy cả các đoạn code này, paste nó vào đúng cái phần mà chúng ta muốn đây. Đây, paste nó vào cái đoạn giữa của cái thẻ đi vậy, paste cả. Lập tức ở đây sẽ có luôn một cái thành phần nó chạy được. Nó sẽ được link online luôn. Khi nào cứ máy các bạn có mạng thì sẽ chạy thôi. Đợi tí. Đây nó sẽ tự nó link đến đấy. Máy của
có tuổi nào không? Máy của tôi đang mất mạng. Đây là con thiệu HTTP. Link là thiệu, xin lỗi. Rồi, đấy các bạn đã nhìn thấy này. Nó được chèn mặc định vào đây. Đấy là cách để chèn link. Tương tự các bạn có thể chèn nhà. Ví dụ nhà của tôi. Các bạn chèn hàng nền. Tôi làm một trang nghe nhạc bất kỳ. Chọn một cái bài hát. Anh không đòi quà này. Bài bất kỳ. Và các bạn sẽ có phần chia sẻ này. Copy vào blog. Đấy. Copy vào blog này. Đây nó chiều rộng chiều cao. Các bạn chèn nó đúng vào. Ở đây tôi bắt đầu chèn. Paste vào đây. Nín. Rồi. Ở đây sang đây tôi xem. Này các bạn nhìn thấy cái tất nhiên cái chiều cao của này. Cái chiều cao của này các bạn nên cho nó dài ra để cho nó phù hợp với cái list. Hoặc các bạn có thể chỉnh lại chiều cao. Cái này còn lại 240 thôi. Rồi đây cũng là chiều cao 240. Đấy, nó sẽ đẹp hơn. Đấy là cách để chèn những cái đối tượng đa phương tiện vào trong này. Vậy vừa rồi tôi đã hướng dẫn các bạn xong một số cái phần chèn các cái thành phần đa phương tiện như nhạc, cái âm thanh này, hình ảnh này, video, có cả link từ trang khác đến và cả tự chèn. Đấy. Và đây sẽ là cái phần tương đối là phức tạp, nên là các bạn sẽ cố gắng làm chịu khó một chút, vì cái công việc chính sau này chúng ta sẽ đặt cắt từ Photoshop sang HTML, đảm bảo nó càng giống thiết kế càng tốt, đảm bảo giống thiết kế. Và chúng ta sẽ gặp nhau trong bài tiếp theo. Vừa rồi các bạn cần phải nhớ một số kiến thức sau này. Thứ nhất là kiến thức về cách tạo và sử dụng template, áp dụng template, tạo vùng chỉnh sửa trong template. Cái thứ hai là các kiến thức về chèn flag, chèn âm thanh, chèn video, chèn nhạc, rồi thì kết hợp các thẻ deep nó nhuần nhuyễn, rồi trạng thái di chuột vào. Đấy là một số cái. Rồi, chào các bạn.